Một cái nhà vườn rất là đẹp anh chị ha. Có sẵn nhà cấp 4. Nguyên một vườn cây ăn trái xung quanh đã được rào lưới B40 rất là kiên cố. Thì ngày hôm nay Tài đang có mặt tại xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Muốn gửi đến cho anh chị và cô chú một cái căn nhà vườn với diện tích là 5.000 mét vuông. Trong đó thì mình có 50 mét thổ cư. Trên đất của mình thì trồng rất là nhiều cây ăn trái đủ loài luôn. Nằm trên một cái trục đường nhựa lộ giới thì rộng tầm là 7 mét. Và phía trước đường thì đã có dây điện, dây wifi và nằm trong một cái khu dân cư ở rất là đông. Anh chị di chuyển thẳng theo cái trục đường nhựa này tầm khoảng là 400 mét. Thì mình sẽ ra trục đường chính, đó là Bầu Chinh, Láng Lớn. Và cũng như di chuyển thẳng theo cái trục đường này tầm khoảng là 2 km thì anh chị sẽ ra tới Ủy ban nhân dân xã Bầu Chinh, trạm y tế xã Bầu Chinh, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở và về tới tuyến đường quốc lộ 56 anh chị ha. Cũng như anh chị di chuyển thẳng theo cái trục đường này ra tới tuyến đường Bầu Chinh Láng Lớn, rẽ qua hướng bên tay trái thì anh chị sẽ ra tuyến đường quốc lộ 51 để đi lên thành phố Hồ Chí Minh ha. Về phần ranh giới của thửa đất, cái mặt tiền của mình ở phía trước là được 72,4 m tính từ ngay cái cọc bê tông này. Và chiếu dài qua phía bên kia anh chị, bên kia cũng đã có cột mốc và đã rào ranh giới rất là rõ ràng rồi ha. Đất của mình thì xoay mặt về hướng đông, nằm trên một cái trục đường nhựa thông anh chị ha. Khu này là khu bằng cờ. Anh chị di chuyển thẳng theo cái trục đường này thì mình sẽ ra tuyến đường Kim Long, Láng Lớn. Thì mình sẽ về tới trung tâm thương mại của xã Kim Long. Thì từ vị trí của căn nhà vườn hôm nay, anh chị di chuyển về tới trung tâm thương mại của Kim Long thì mất khoảng là tầm 3 cây anh chị. Ở đây thì đường xá thông thoáng và khu dân cư. Đó, nhà vườn của mình thì chủ xây hai cái cổng luôn anh chị ha. Phía ngoài đường một cái cổng và ở phía trong nhà của mình có một cái cổng nữa. Đó, ở đây thì nói chung là dây wifi, điện nước và dân cư thì ở rất là đông. Đó, ranh giới của mình thì tới ngay cái khúc này. Đó, là 72,4 m. Và chiều dài là sâu vào là 71,4 m anh chị ha. Ở sau nở hầu là 81,3 m. Đó, một cái lô đất rất là vuông vắng và cũng như là nở hầu. Đó, rất là đẹp. Rồi, bây giờ thì Tài sẽ di chuyển vào phía trong nhà vườn và quay chi tiết cái mảnh vườn này để cho anh chị và cô chú cùng xem ha. Đó, bước vào thì mình sẽ có một cái cổng. Đó. Cổng này thì mà cô chú làm cũng rất là kiên cố, rất là đẹp anh chị. Đó. Từ cái cổng mà đi vào trong nhà thì tầm khoảng là 4 mét. Đó, 4 mét nữa thì mình sẽ có một cái cổng nữa. Đó, nhà thì công năng của cái căn nhà này là hai phòng ngủ, một phòng khách, bếp, toilet. Vì có một số lý do khi vào quay thì cô chú cũng không mong muốn vào quay trong nhà nên Tài cũng không đi vô quay anh chị ha. Thì khi nào anh chị sắp xếp thời gian mà đi về xem đất thì mình sẽ vào trong để mình xem. Đó, khu vườn của mình thì đủ loài cây ăn trái, nào là bưởi nè anh chị, đu đủ, ổi, những bụi thơm, những bụi khóm và một số cây trồng lâu năm như là cây điều. Đất của mình thì bằng phẳng từ trên xuống dưới luôn anh chị nha. Đó. Và hiện tại thì căn nhà vườn này được cô chú gửi bán với giá là 5 tỷ. Giá này là không có thương lượng luôn anh chị ha. Và Tài cũng nói pháp lý cho anh chị và cô chú cũng nắm về cái thông tin về căn nhà này. Hiện tại cô chú đang vay ngân hàng là 2 tỷ rưỡi và cũng đã không có khả năng để mà rút sổ để về mà giao dịch. Thì khi mà giao dịch á, anh chị cũng hỗ trợ chủ để đi xuống ngân hàng lấy sổ về và ra phòng công chứng anh chị ha. Tài cũng nói rõ trong video để cho anh chị và cô chú cũng được nắm về thông tin và pháp lý của cái thửa đất này. Rồi trở lại với video thì anh chị cũng nhìn thấy ha, một cái thửa đất, một cái căn nhà vườn trồng rất là nhiều cây ăn trái, nói chung là sầu riêng, rồi mít, rồi đu đủ, chuối,
Đó, một số cây ăn trái thì năm vừa rồi cũng cho trái thu hoạch, và một số cây thì cô chú cũng mới trồng 1-2 năm anh chị ha. Đó. Nhà cô chú thì cũng đang nuôi gà thả vườn luôn anh chị. Ở xung quanh thì đã được rào lưới 40 nên cũng thả gà để cung cấp nguồn thức ăn tự cung tự cấp cho gia đình. Và phía sau cái thửa đất của mình thì khi Tài quay, khi vào vào quay á, Tài cũng quan sát được là cô cũng trồng một số cây rau đó để phục vụ cho bữa ăn gia đình ha. Đó, ranh giới của mình thì tới ngay phía sau này đã có một cái hàng rào rồi. Đó, nói chung là ranh giới thì rất là rõ ràng rồi. Hiện tại thì cái sổ này á, anh chị, là sổ cũ, diện tích thì là 5.000 mét vuông, nhưng mà khi Tài test quy hoạch lên á thì gần 5.500 mét vuông lận anh chị ha. Đó, nhưng mà chủ thì chủ bán cái diện tích ở trên trên sổ anh chị, và hiện tại sổ này thì chưa làm cú đo. Khi mà mua bán thì anh chị ra công chứng xong thì anh chị tự làm cú đo ha. Nói chung là cô chú bán là buông sổ vì cũng trả nợ cho ngân hàng cho xong, cũng như là còn một ít để xây nhà. Đó, một cái mảnh vườn rất là đẹp anh chị ha. Nói chung là vườn của mình thì còn rất là nhiều đất trống. Sau này anh chị sở hữu về thì mình có thể là mình trồng dặm thêm một số cây ăn trái theo ý thích của anh chị. Đất thì rất là bằng phẳng và rất là tươi tốt ha. Rồi, bây giờ Tài sẽ di chuyển đi lên trên và cũng như là vào quay cái phía trước của căn nhà. Sau đó Tài sẽ cung cấp về phần sổ sách hình ảnh trên Flycam cũng như là bản test quy hoạch để cho anh chị và cô chú nắm bắt được thông tin về pháp lý của cái căn nhà vườn này anh chị ha. Ở đây thì có một cô đang nhổ cỏ cũng như là trồng rau sạch. Rồi, nói chung là đây xung quanh ranh giới của cái thửa đất của mình thì nói chung là rào lưới 40 rồi. Đó, về phần ranh giới thì cực kỳ là rõ ràng rồi anh chị ha. Đó, một cái căn nhà cấp 4 cũng rất, khi mà Tài vào nói chuyện với cô chú thì nhà còn mới xây, nói chung là mới tinh anh chị ha. Không cần phải sửa sang gì thêm. Mình về là mình có thể là mình ở ngay. Rồi, bây giờ thì xin mời anh chị và cô chú cùng xem một số hình ảnh trên Flycam ha. Còn đây là một số hình ảnh trên Flycam để anh chị và cô chú cùng xem được cái quang cảnh xung quanh của cái vị trí đất vườn của mình, một cái căn nhà vườn của mình anh chị ha. Thì xung quanh anh chị cũng nhìn thấy là ở đây thì khu dân cư rất đông và mảng xanh rất là nhiều. Rất là thích hợp để cho mình mua về làm một cái căn nhà vườn nghỉ ngơi nghỉ dưỡng. Thì từ cái vị trí của cái căn nhà vườn này mà nếu như anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh di chuyển về xem thì mất khoảng là tầm 62 km, và từ vị trí của căn nhà vườn của mình sau này anh chị sở hữu về mà có nhu cầu đi biển Vũng Tàu thì mình di chuyển tầm khoảng là 43 km anh chị ha. Cách biển Hồ Tràm, Hồ Cốc xuống nước nóng Mình Châu thì mất khoảng tầm 30 km. Đó, ở đây thì đi chợ thì mình có thể là mình ra tới ngay Ủy ban nhân dân xã Bầu Chinh, thì ở đó mình cũng có chợ sáng chợ chiều. Hoặc là anh chị muốn mua cho đầy đủ thì mình di chuyển về tới trung tâm thương mại của Ngã Giao. Thì từ vị trí của mình mà di chuyển về tới trung tâm thương mại của Ngã Giao thì mất khoảng là 4 km ha. Và anh chị cũng có thể là di chuyển về trung tâm thương mại của Kim Long. Trung tâm thương mại Kim Long thì một trong những cái trung tâm lớn thứ hai của huyện Châu Đức. Thì từ vị trí của căn nhà vườn của mình di chuyển lên đó thì mất khoảng là tầm 3 km. Đó, ở đây nói chung thì mình ra tới đầu đường thì cũng có những cái cửa hàng tạp hóa, bách hóa tổng hợp, rồi những cái nhà thuốc lớn nhỏ để phục vụ cho cái nhu cầu đời sống của bà con ở đây rồi anh chị. Còn đây là hình ảnh từ trước cho tới phía sau ranh giới của đất của mình. Đó. Nói chung là đất của mình thì đất sạch 100%, không có vướng bất cứ những cái phong thủy như mồ mả, hố ga, trụ điện gì anh chị ha. Tài cũng nói rõ trong video để cho anh chị và chú cũng được nắm. Di chuyển thẳng theo trục đường này thì anh chị sẽ ra tới
đường Kim Long, Lăng Lớn đó, rồi mình sẽ về tới trung tâm của xã Kim Long. Khu dân cư ở khu vực này thì anh chị cũng nhìn thấy ở rất là đông. Còn di chuyển hướng ngược lại thì anh chị sẽ ra tới đường Bầu Chinh, Lăng Lớn. Đó, để mình đi về quốc lộ 51 để đi lên thành phố Hồ Chí Minh. Để ta di chuyển cái Flycam ra tới trục đường chính Bầu Chinh, Lăng Lớn và quay quang cảnh cho anh chị và cô chú cùng xem ha. Đó, nói chung là trên cái tuyến đường này rất là nhiều những cái nhà vườn cũng như là những cái căn nhà của người dân. Ở khu vực này thì rất là nhiều anh chị ở trên thành phố Hồ Chí Minh cũng chọn cái mảnh đất thân thương đó là xã Bầu Chinh để làm cho mình một cái căn nhà vườn, có một cái chỗ để nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng cuối tuần, giải trí cùng với bạn bè, cùng với gia đình ha. Ra tới ngay cái chỗ ngã ba, ngã tư này, anh chị rẽ qua hướng bên tay trái thì mình cứ chạy thẳng tầm khoảng là thêm 1 km nữa thì mình sẽ ra tới Ủy ban dân xã Bầu Chinh, về tới tuyến đường quốc lộ 56. Đó, ở đây bám trên cái trục đường Bầu Chinh Lăng Lớn này thì mình có trường học. Đó, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trạm y tế. Đó, và cũng có những cái mặt hàng kinh doanh buôn bán bám trên cái trục đường này anh chị ha. Còn di chuyển hướng lại thì anh chị sẽ về quốc lộ 51 ha. Còn đây là thông tin sổ sách của thửa đất. Đó, địa chỉ của đất của mình thì thuộc xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích là 5.000 m², hình thức là sử dụng riêng. Mục đích sử dụng thì mình có 50 m² thổ cư là đất ở. Còn lại là đất trồng cây lâu năm. Thời hạn của đất trồng cây lâu năm thì đến năm 2043. Thì đến năm này anh chị mang sổ đi gia hạn thêm cái thời gian sử dụng đất ha. Còn đây là sơ đồ hình dáng của thửa đất. Sổ của mình thì đang là sổ cũ, chưa cấp đổi khu đo. Khi mà mua bán thì chủ sẽ bán buôn sổ, anh chị tự đi làm khu đo nha. Còn đây là thông tin quy hoạch của thửa đất ha. Ở phía trước của mình là 72,4 mét mặt tiền đường nhựa và cành dài là 71,4, ở sau nữa hầu là 81,3. Nói chung đất của mình thì quy hoạch là đất trồng cây lâu năm nhưng mà đã có sẵn 50 mét vuông thổ cư và cũng như là có nhà sẵn rồi chị ha. Đó. Từ vị trí của căn nhà vườn của mình mà di chuyển ra tới Ủy ban nhân dân xã Bầu Chinh, anh chị cũng nhìn thấy ha, cũng khá là thuận tiện, rất là gần và cũng như ra tới tuyến đường quốc lộ 56. Đó, ở đây thì nói chung những cái khu tiện ích, những cái tôn giáo, nhà thờ như là giáo xứ thì bán kính tầm khoảng là 2 km là đầy đủ rồi anh chị. Còn đây là vị trí ở trên phần Google Maps, cái phần vị trí anh chị vui lòng kết nối số điện thoại của Tài, Tài sẽ gửi thông tin sổ sách bản test quy hoạch và kèm thêm vị trí để cho anh chị tham khảo thêm cái vị trí đất, vị trí của cái căn nhà vườn của mình anh chị ha. Đó, di chuyển ra tới đây thì mình sẽ ra tới trục đường ngay chỗ trung tâm ngoại ngữ Vesta, đó là trục đường Bầu Chinh Lăng Lớn anh chị ha. Đó, ra tới đây thì mình sẽ có ủy ban nhân dân xã, rồi trường học, đó, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường mầm non Tuổi Ngọc và ra tới tuyến đường quốc lộ 56. Đó, ở đây thì nói chung đi chợ cũng gần mà đi những cái tôn giáo cũng khá là gần và đi lên thành phố Hồ Chí Minh cũng khá là thuận tiện anh chị ha. Cái phần vị trí này anh chị kết nối cái số điện thoại ở trên góc phải màn hình rồi Tài sẽ gửi thông tin sổ sách cũng như là vị trí cho anh chị và cô chú cùng tham khảo thêm nha. Phần cuối video thì từ ngay vị trí của căn nhà vườn Tài sẽ di chuyển một vòng xung quanh cái khu vực này để cho anh chị và cô chú cùng xem những cái khu tiện ích và dân cư ở như thế nào ha. Đó, ra tới đây thì nhà dân ở rất là đông và khu vực này thì rất là an ninh anh chị ha. Đó, anh chị cứ di chuyển thẳng theo trục đường này thì mình sẽ ra được những cái căn nhà vườn của những anh chị ở thành phố mới vừa xây dựng ở đây luôn anh chị. Đó. Cũng như là sẽ ra được tuyến đường Bầu Chinh Lăng Lớn ha. Đường xá thì đường nhựa nói chung là rất là thuận lợi để cho mình di chuyển. Đó, ra tới đây thì mình sẽ ra trục đường chính. Đó. Rẽ qua hướng bên tay trái thì anh chị cũng sẽ đi ra được trung tâm của xã Kim Long. Đó. Còn đi theo hướng này thì mình sẽ ra trục đường chính ha.
Rồi, video khá là dài rồi, Tài cũng xin phép kết thúc phần giới thiệu thửa đất vườn ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn tất cả quý anh chị cô chú đã dành một chút thời gian quan tâm về cái sản phẩm hôm nay. Thấy video hay bổ ích thì để lại cho Tài xin một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh, giúp kênh của Tài càng ngày càng phát triển ha. Kính chúc anh chị cô chú xem video lựa chọn cho mình một sản phẩm bất động sản tốt nhất, đầu tư đúng hướng và khai sinh bền vững. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị cô chú ở những video tiếp theo review bất động sản của phường Chùa Đức và vùng ven.